Yo, hello WhatsApp chào em nha, chúng quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đứng mình nha. Chào anh em game tài xế mê từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm trước và video cho anh em xem video về đầu video, anh em xem like và một đăng ký kênh ủng hộ channel phát triển nhanh cũng rất nhiều. Ok, quay trở lại video chiều tối nay thì chúng ta tiếp tục phân cốt quả và vui chơi sự kiện các bạn. Nói qua về vụ tướng mới thì hiện tại sau hơn mới thì tôi dọc group trên group fanpage anh em tranh luận rất là nhiều và tôi thấy rằng kết luận đó đúng rất là hay, nhiều anh em nói rất là hay. Hiện tại nhà phát hành cho 5 con tướng anh em, và cho dù là tướng nào ra chăng nữa thì cũng đều xứng đáng để chơi các bạn, bởi vì 5 tướng này đều rất là hot. Công nhận. Ôi giờ ngồi chờ thì biết làm sao giờ anh em. Hôm nay thì không cốt lại nhá. Hôm nay thì tôi quẩy sự kiện thôi anh em. Full cốt quà quẩy sự kiện thôi. Còn nào còn chưa full thì tranh thủ full thôi. Ok, trăm thùng bia. Trăm xô. Xốp kim cương. Ok, 50 lần. Trăm xô. Làm thuốc hoa đổi. Ok, 20 lần. Rồi. Yêu đái nào. Đi đổi quốc anh em. Đầu tiên là quả HT mừng 2010 vui vẻ. Vài không được mà chưa nhập anh em. Tiếp theo là code tuần mới nhất ngày hôm nay anh em. Đây các bạn. LPU9. Ok các bạn, đây là code dùng chung mới nhất ngày hôm nay, các bạn chưa nhập thì cũng tranh thủ nhập lốt luôn ạ. Rồi. 1 2. Yo. Thề cái phần quà này nó vẫn kiểu ngon rá man đấy các bạn. Hôm nay đến cốt ạc này chưa nhập ạc cốt riêng là luôn anh em, và hôm nay cũng không có cốt riêng là nhập cho nàng này luôn các bạn. Giúp đèo cái nào, sáng nay tôi săn không ra các bạn. Xin thì cũng không ai cho, buồn thật sự, phải nói là cũng chưa xin anh em. Tầm này chắc có khi các anh em cũng đã chưa gửi, các bạn toàn gửi buổi tối. Thôi thì nếu có cốt thì tôi ném bên tác cộng đồng, bên comment nha anh em đấy, bên đấy. Đây, phần quà tuyển phó đây anh em. 3 phần quà. Lại 60 thùng bia. 10 cốc bia vàng à. Rồi ok các bạn, sự kiện. Sự kiện tháng. Ok, 2 nhiệm vụ 7 sao đúng không? Hai nhiệm vụ 7 sao, 1, 2, 5 nhiệm vụ 6 sao, 1, 3, 4, 5, 40 mấy nhiệm vụ 5 sao này anh em này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 40. Bên nhớ đúng rồi cho anh em 40 này với cả cái này cũng 40 nữa hay sao anh em. Xô này nhận hết xô về anh em, là quậy sự kiện mà. Rồi, nhiệm vụ 4 sao nữa các bạn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 21, 22, 23, 24, 6, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 6, 37, 8, 9, 10. Tôi chẳng nhớ lắm anh em, tôi kể tin nhận cho chuẩn thế được rồi. Nên là full chưa? Check lại con nào. Hôm nay thì buồn đi kiếm thùng bia đập anh em. Hôm nay đập lên mấy trăm thùng bia xem tình hình sự kiện thế nào anh em. Nhớ sự kiện đập quá. Hơi dư rồi. 20, 30 anh em, 40. Rồi, bữa sau nhận các bạn. Rồi ok, nụ qua là 30 xu à. Một ca kim cương cũng được các bạn. Rồi ok, cửa hàng. Một xu. Đây là lăng quăng chúng ta được 246 thùng bia rồi anh em. 142 cốc bia vàng. 774 72 là được 8972 ở 8972 nghiệm 9 vòng. Ok các bạn dùng vé tình tay thôi. Ok các bạn đã dùng vé tình tay thì không được quên nhiệm vụ này các bạn. 2 3 ok luôn.
Rồi. 9 vòng. Kìa, kim cương không. Ôi trời, đi cắt pool luôn anh em, cũng được. Một công tạo mới bây giờ thấy cũng xứng đáng. 2. Ba vòng. Hello, chào tất cả anh em đang xem công chiếu nhá. Ok, hôm nay anh em có gì đặc biệt không? Hôm nay tôi không có gì đặc biệt đâu ạ. À, việc hôm qua uống say, hôm nay hát năn nê bò trườn các bạn. Tối qua từ nhà lên lên live nhưng mà thứ nhất là không có cốt anh em. Thằng qua ông bạn thân mới về. Là hai thằng cũng bết quá, ngồi với nhau là mấy lít thì là cũng hơi bê anh em, bê đến ngày hôm nay. Giờ còn cảm giác hơi lâng lâng. Đấy, hôm qua định nhân stream, tối qua nhiều anh em bảo lên không lên, không có cốt các bạn. Tại bên kênh đang rất là ít cốt, đó bọn thông báo với anh em hôm qua bên đây ít cốt rồi. Tình hình là bữa nay công việc tôi cũng hơi bừa bộn. Đấy, bắt đầu vào vụ mùa rồi anh em. Thành ra là không thời gian săn cốt kịp để tặng cho anh em. Thế nên là anh em thông cảm, tôi đang bảo ngày mai có khi tổ chức lại event mini game. Mini game tặng ít cốt anh em. Video này đạt 100 like có quà luôn anh em nhá. Ừ. Ở video ngày hôm nay luôn đi. Video ngày hôm nay mà đạt được 100 like các bạn nhá. 100 like để ngày là ở cái video ngày mai tôi sẽ random video này luôn anh em, tìm ra hai bạn trúng giải luôn, tặng quà cho anh em luôn. Đó. Anh em vote like tham gia. Nào nhanh quanh nhất là hơn 300 thùng với anh em, 316 thùng bia cũng được các bạn, khởi động nhẹ đây. Ok các bạn, khởi động nhẹ nhàng, 316 thùng bia. Hàng này giờ cũng còn mỗi cháu ấy thôi anh em, kit thôi, kit hàng này lần mới được E1. Giờ cũng đang đi săn để kiếm thêm các bạn, chứ Robin thì full rồi, E5 rồi, được giới luôn rồi. Ok, tới nào. Kobe. Tiếp tục Chopper ạ. Khởi đầu chúng ta có Chopper chủ tịch, chủ tịch Chopper. Tiếp tục xe dài đây. 230 thùng Garrett. Group. Ok, tiếp tục anh em Group Sukho ạ. August. Zoro. Ok, tới nào anh em. Tiếp tục khi ném mon anh em. Vâng ạ, khi ném mon anh em. Ây cha, Kobe. Căng đấy. Căng đó anh em, chứ mà đùa đâu. Vâng. Bây giờ có 200S các bạn, 150 thùng bia đầu tiên. Ở đây 300 thùng mới được 4 cháu không? Ok, dài chứ giờ nãy giờ mới được hai cháu ấy nha. Ừ, 200 thùng bia đó. Ui, hai cháu ạ. Vâng, Aguchi ạ, ba cháu anh em. Chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật anh em, 300 thùng bia ba cháu à. Cái căng đấy nhờ. Ừ, con này nó nối nào với nhau không? Nhấn tâm quá trời ơi. Quá tàn nhấn luôn anh em, 35 tiếp tục. Con đi Gumo. Docky. Margaret à. Ok, tới nào. Tiếp tục anh em, Sanri. Đúng 300 thùng bia, đúng 3 cháu anh em, không hơn không kém các bạn. Ôi trời ơi. Báo đi kiếm thùng đập cho đời nó vui anh em. Biết vui không buồn hơn các bạn. Đen đấy nhờ. 300 thùng mà nhân phẩm kém quá anh em. 80 câu yêu vàng. Qua sự kiện vượt ngục chơi nào anh em. Ây da. Cái này được này anh em này. Ok. Đục mấy quả rương anh em. Đục mấy quả rương xịn xò luôn. 7 túi kim cương chứ này. 1k kim cương ạ, vớt thế. Ừ. Vậy đi anh em, 84 là được 4 lần anh em. 83 chứ được 3 lần anh em, 83 24. 3 lần các bạn. Quá toang các bạn, thề toang quá luôn các bạn. Trời ơi.
Hốt 3 quả cốt dùng chung mà nghe chừng cũng không ăn thua các bạn. Trời ơi. Quăng đi nhờ. Thằng ta la văng thế nhờ. Ok giờ thì có vào thám hiểm anh em. Cũng được thêm ca kim cương thôi. Ok các bạn nói đúng hay sai đi các bạn. Đi nào. Đi kiếm thêm ít đồ các bạn. 7, 8, 9, 10. Thêm cốc bia vàng anh em đi cho này thêm cốc bia vàng. Chúng ta lấy thùng bia ra đập nữa thôi anh em. 4, 5, 16, 20. Uầy thề toang, cảm giác toang giá man anh em. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, nụm quà 90 ấy anh em. 50 à, đặt luôn 50 anh em. Mỹ hoắc ạ, ôi trời ơi. Vớt được anh Đố Mỹ Hạnh các bạn. Vâng, dâu trắng luôn anh em. Thêm được 2 cháo nữa. 300 thùng còn chưa được, mới được 3 cháo, bạn giờ 5 cháo. 360 thùng, 350 thùng, 360 thùng. 5 cháo hết anh em, trời ơi tối nay đen quá. Ôi, tạm thời cho video kết thúc nha. Hẹn anh em tiếp theo, cảm ơn bạn dõi theo video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye mọi người.